Rất vui khi được gặp lại quý bà con trong bản tin 5 phút nông nghiệp ngày 30 tháng 7 hôm nay. Chương trình cung cấp đến bà con những thông tin hữu ích về nông nghiệp mỗi tuần và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Trong 6 tháng đầu năm 2024 thì quả sầu riêng Việt Nam bất ngờ được thị trường Campuchia ưa chuộng khi tăng nhập khẩu gấp 223 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý nhất trong danh sách 10 thị trường nhập khẩu sầu riêng Việt Nam nhiều nhất ngoài Trung Quốc và Thái Lan thì phải kể đến là Campuchia. Sầu riêng đang đóng góp rất lớn cho kim ngạch xuất khẩu rau quả. Dự tính đến cuối năm, xuất khẩu sầu riêng có thể đạt khoảng 3 tỷ USD, mang lại nguồn thu lớn cho Việt Nam và cải thiện đời sống nông dân. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nếu Việt Nam sớm ký được nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành hàng này. Đây cũng là điều mà người nông dân và doanh nghiệp đang chờ đợi. Nhưng hiện nay nhiều nhà vườn chạy theo số lượng hơn là chất lượng. Đáng ngại hơn, các nhà vườn móc nối với người gõ sầu riêng để bán sầu riêng non. Việc cắt sầu riêng non cho sản lượng cao hơn 10% so với sầu riêng chính, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng. Chính vì thế, người trồng sầu riêng cần quan tâm hơn đến quy trình chăm sóc, chất lượng sản phẩm, cũng có thể chuyển sang trồng hữu cơ để giữ vững được thị trường lâu dài. Nhiều vựa tại tỉnh Tiền Giang cho biết là họ đang thu nhập mít Thái loại 1 giá 43.000 đồng một ký, mít Thái loại 2 giá 40.000 đồng một ký và loại thấp nhất là cũng trên 10.000 đồng một ký, tăng gấp đôi so với tháng trước và cũng là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Do vậy mà nông dân có vườn mít đang thu hoạch thì rất phấn khởi bởi thu nhập cao từ loại cây trồng đặc sản. Một số người dân tại tỉnh Tiền Giang cho biết nhờ chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng chuyên canh mít Thái mà mỗi năm đều đạt năng suất từ 25 đến 30 tấn một hectare một năm trong điều kiện chăm sóc tốt. Bà con trồng mít lưu ý để phát huy tiềm năng cây mít Thái, bà con có thể áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, sử dụng phân bón, phun xịt thuốc hợp lý từ khi cây còn nhỏ đến khi chọn trái và thu hoạch. Bên cạnh đó, cần phòng trừ các loại bệnh thường gặp trên cây mít khi thời tiết thay đổi thất thường, kỹ thuật tỉa chọn trái đẹp hay kinh nghiệm về việc dùng bao lưới để bao trái mít sau khi chọn trái, hạn chế ruồi vàng hay sâu đục trái hại trái, kéo giãn thời gian phun xịt thuốc, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để bón cho mít, hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, giúp giảm được chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng mít sau thu hoạch. Từ đấy, vườn mít sẽ phát triển rất tốt, ít sâu bệnh, trái được chọn đến thu hoạch có mẫu mã đẹp, chất lượng ngon và cũng được thị trường ưa chuộng. Mùa mưa bão sắp đến là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển mạnh mẽ. Do đó, các nhà vườn cần chủ động bảo vệ và chăm sóc cây ăn trái bằng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm năng suất và chất lượng. Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm trồng cây ăn trái cho biết, vào mùa mưa, lượng nước cung cấp cho vườn có khi liên tục và kéo dài. Nếu vườn cây không kịp thoát nước, bị ngập nặng thì bộ rễ cây dễ bị tổn thương, dễ bị các loại nấm bệnh tấn công như bệnh thối rễ, nấm rễ, làm cây chậm phát triển, rụng lá, rụng hoa và trái non. Nếu cây bị bệnh nặng, bộ rễ chính bị chết dẫn đến cây chết theo. Do vậy, điều kiện quan trọng nhất để cây ăn trái sống khỏe là phải làm cho mảnh vườn không bị ngập úng, đào nhiều rãnh phụ sâu khoảng 20 đến 30 cm, tạo điều kiện cho nước mưa được thoát nhanh xuống các mương liếp. Đặc biệt vào những ngày mưa dầm, những vườn có trồng cỏ có thể giúp đất vườn không bị sói mòn, đóng ván. Do đó, liếp cần trồng cỏ phủ bên trên hoặc xung quanh gốc. Nếu lớp cỏ quá dày thì chỉ nên làm cỏ xung quanh gốc cây cho thông thoáng và hạn chế bệnh, đồng thời chỉ nên cắt thấp khi cỏ vườn phát triển quá cao. Khi vườn bị ngập do mưa, cần bơm rút nước nhanh cho vườn khi trời tạnh mưa. Nếu lớp đất mặt bị đóng ván trở nên cứng thì dùng cuốc trăng phá ván dưới tàn của cây để không khí và nước thấm xuống đất dễ hơn. Khi cây có hiện tượng bị bệnh thối rễ thì nhà vườn không nên sử dụng phân bón hoặc thuốc hóa học, bón phun xịt vào gốc cây vì làm bệnh càng nặng hơn. Thay vào đó, cần sử dụng nấm đối kháng Trichoderma, tăng cường hoạt động vi sinh vật có lợi trong đất, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đất, hạn chế nấm gây bệnh. Tùy theo từng giai đoạn của cây, có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây. Nếu cây đang mang trái thì cần nhiều phân đạm và kali, nếu thúc ra đọt thì cần nhiều phân đạm và lân. Trước khi bón nên xới xáo nhẹ vườn để chống lại sự rửa trôi phân của nước mưa. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Và bà con đừng quên đón xem lịch phát sóng của bản tin vào mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Trung tâm Sản phẩm Sinh học AQ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.